Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nghe Nhìn Audio. Mình là Đinh Phúc và rất là lâu rồi thì Phúc mới được gặp mọi người trong một video giới thiệu về một thiết bị mới. Thì như mọi người cũng biết là cái sự trở lại của cái thú chơi mâm than hiện nay đang rất là mạnh mẽ, và Nghe Nhìn Audio tụi mình cũng đã từng review nhiều những cái mẫu mâm than đến từ những thương hiệu khá là phổ biến như là Audio Technica, Tiak và Project. Thì những bạn nào mà chưa xem thì mình sẽ để cái link video đó ở trong phần mô tả, thì mọi người nhớ xem để chúng ta có thêm nhiều kiến thức nữa. Và trong video ngày hôm nay thì Phúc muốn giới thiệu với mọi người về một mẫu mâm than rất là đặc biệt, có mức giá tầm trung nhưng lại sở hữu một cái giao thức kết nối rất là hiện đại và thông minh. Thì mẫu mâm than đó có tên là Yamaha MusicCast Vinyl 500, hay chúng ta còn có thể search trên Google bằng một cái từ khóa đơn giản hơn, đó chính là TT-N503. Và để xem rằng chiếc mâm than này thông minh như thế nào, có những gì đặc biệt, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng vào video nhé. Nói về thương hiệu Yamaha thì trong đầu mình nghĩ ngay đến một thương hiệu chuyên sản xuất những cái nhạc cụ như là piano này, guitar này. Và không chỉ dừng lại ở nhạc cụ thì Yamaha còn sản xuất thêm những thiết bị âm thanh high-end mà mọi người thể thấy hiện nay rất là phổ biến trên thị trường, như là những mẫu loa không dây, chiếc sau 3, EIS 408 và mâm than nữa. Và thực tế là ở Việt Nam này rất là ít người biết rằng Yamaha có làm mâm than, nhưng mà trên thế giới thì Yamaha đã làm cái điều này rất là lâu rồi và rất là nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới với những mẫu mâm than cực kỳ high-end. Và một cái mẫu mâm than mà được các audiophile đánh giá rất là cao, cũng như là những tạp chí hi-fi trên thế giới khen ngợi hết lời, đó chính là Yamaha GT5000. Thì đây là một mẫu mâm than đầu bảng và cũng như là mang lại cho Yamaha rất là nhiều thành công trong cái lĩnh vực sản xuất này. Và cái sản phẩm mà ngày hôm nay Phúc muốn giới thiệu với mọi người đó chính là mẫu Vinyl 500. Thì mẫu Vinyl 500 này cũng được thừa hưởng những cái thiết kế và công nghệ rất là tương đồng với lại mẫu GT5000. Thì đầu tiên chúng ta nói về thiết kế đi. Thì với mẫu Vinyl 500 này chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là gọn và rất là sang trọng. Đầu tiên là về phần bệ máy. Thì ở phần bệ máy này, máy được phủ một lớp sơn bóng mài theo tiêu chuẩn piano của hãng. Thì mọi người thấy là trên đàn piano của Yamaha có một cái lớp sơn bóng á. Thì ở trên đàn piano đẹp như thế nào thì ở phía bên ngoài này nó cũng rất là bóng bẩy, rất là đẹp, rất là tinh tế như vậy. Đấy, và về phía đằng trước thì những cái phần nút bấm ở đây đều được làm theo kiểu bo tròn, rất là đẹp mắt, rất là hiện đại. Và ở phía trên này thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần nút tín hiệu để chúng ta biết rằng là chúng ta đang kết nối Bluetooth hay là Wi-Fi. Với chiếc mâm than này thì cái giao thức kết nối Bluetooth sẽ dùng để kết nối với lại những cái mẫu loa không dây. Còn lý do tại sao nó lại có thêm Wi-Fi nữa thì để một lát hồi Phúc sẽ bật mí cho mọi người nghe. Về mặt kỹ thuật thì Vinyl 500 sử dụng một tay cần thẳng, cân bằng tĩnh và chuyển động bằng cơ chế chuyển động dây Cura. Và mọi người nhìn thấy ở đây thì cái phần mâm platter ở phía này là được cấu tạo từ nhôm với cái đường kính 300mm. Yamaha cũng đã đầu tư cách ly chống rung cho toàn bộ mâm than của mình bằng 4 cái chân trụ. 4 chân trụ này là được bọc cao su rất là dày, giúp chống nhiễu và hạn chế được cách ly khỏi cái bề mặt bàn hoặc là bề mặt kệ khi mà bị rung động á, giúp cho cái cartridge của chúng ta hoạt động được chính xác hơn. Về motor thì motor của Vinyl 500 sử dụng là motor DC với hai tốc độ, đó chính là 33 và 45 vòng trên 1 phút, và cũng được hãng cách ly chống rung khỏi cái phần bệ máy này bằng những tấm đệm cao su rất là dày. Đấy, và nhìn kỹ hơn thì mọi người sẽ thấy là hãng bắt rời khỏi cái phần bệ máy cơ, chứ không phải là bắt dính vô như là một số những cái thương hiệu khác. Và bởi vì được đầu tư chống rung một cách triệt để như vậy cho nên là cái chỉ số sai biệt của Vinyl 500 này rất là thấp, chỉ đạt dưới 0,02%. Đấy, rất là tuyệt vời. Và như mình đã nói ở phần trên là Vinyl 500 có tích hợp cả Bluetooth và có cả Wi-Fi nữa. Thì cái việc tích hợp Wi-Fi sẽ cho phép chúng ta có thể tạo lập một cái kết nối đa phòng cùng hệ sinh thái MusicCast rất là nổi tiếng của Yamaha. Và
trên cái trải nghiệm thực tế của mình á, là mình đã tiếp xúc cũng như là trải nghiệm những cái hệ sinh thái đa phòng khác từ những thương hiệu khác, nhưng mà chỉ là ở loa không dây hoặc là sao ba thôi. Còn về mâm thang thì đây là một cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình. Vậy khi mà chúng ta có vinyl 500 thì chúng ta có những lợi thế gì? Thì ở đây á, là Phúc đã set up sẵn một cái hệ thống gồm mâm thang vinyl 500 kết nối với MusicCast 20 và một loa đơn là MusicCast 50. Thì mọi người hãy tưởng tượng ra chúng ta có một cái căn nhà như thế này. Phúc sẽ để cái hệ thống vinyl 500 và MusicCast này ở phòng khách, và cụ thể là chúng ta sẽ để trên kệ TV. Để ở trong phòng khách thì có thêm một cái mâm thang thì nó cũng sẽ là một cái điểm nhấn rất là hoài cổ dành cho cái nội thất của chúng ta. Và với MusicCast 50 này thì Phúc sẽ để ở phòng ngủ. Ở đây thì Phúc đang cho vinyl 500 chơi cái đĩa nhạc của ca sĩ Đồng Lan, hát nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và cụ thể là bài Ở Trọ. Thì mọi người hình dung như thế này nhé, ở trong phòng khách đó là đang phát bài Ở Trọ, thì Yamaha MusicCast 50 ở trong phòng ngủ cũng phát bài Ở Trọ luôn, và tất cả mọi thứ đều không dây. Đây là một cái điểm rất là độc đáo. Và thêm một cái điểm mạnh nữa của cái hệ sinh thái này, đó chính là nó có thể cho phép Phúc kiểm soát được những cái loa thiết bị cũng như là những cái nguồn phát khác nhau. Cụ thể hơn đó chính là bây giờ ở phòng khách Phúc vẫn nghe bài Ở Trọ, nhưng mà trong phòng ngủ thì Phúc không nghe bài Ở Trọ nữa, mà Phúc có thể dùng MusicCast 50 để kết nối với Spotify và nghe một cái bài nhạc khác cũng được. Đấy, rất là tiện lợi. Và trên cái trải nghiệm thực tế của Phúc trong những ngày qua thì MusicCast cho phép mà Phúc có thể bật tắt những cái thiết bị này mà không cần chạm vào thiết bị. Đấy, rất là tiện lợi. Về MusicCast 20 này thì đây còn được xem là một mẫu loa thông minh khi mà có tích hợp cả Google Assistant cũng như là Amazon Alexa trong đó. Và mọi người có thể mở rộng cái hệ thống này của chúng ta ra thêm. Thì mọi người hãy tưởng tượng như thế này, bây giờ chúng ta có thêm một mẫu sao ba nữa đi. Cụ thể là mẫu IAS 408 rất là nổi tiếng của Yamaha. Thì với IAS 408 với MusicCast 20, chúng ta đã có một hệ thống xem phim tại nhà chuẩn 5.1, với MusicCast 20 sẽ là hai loa surround. Đấy, và khi mà chúng ta xem phim á thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống như vậy. Còn nếu như mà chúng ta không xem phim thì chúng ta có thể chuyển MusicCast 20 này trở về một chiếc loa nghe nhạc và kết nối với vinyl 500 bình thường. Nếu như mà mọi người hình dung tưởng tượng ra thêm nữa, sau này chúng ta có thêm con cái ở trong nhà thì khi mà con cái của chúng ta đi học hay là đi chơi về thì có thể lấy những chiếc loa này ra đem vào trong phòng riêng và nghe nhạc riêng, rồi sau đó để lại và kết nối lại như cũ. Đấy, thì cái điều này sẽ giúp cho chúng ta không phải mất công set up lại từ đầu, rất là tiện lợi cùng với một cái hệ sinh thái như vậy. Đấy, còn bây giờ thì mời mọi người hãy cùng mình trải nghiệm thử cái tính chất âm thanh của vinyl 500 khi kết hợp với MusicCast 20 này như thế nào nhé. Chung quanh nói buồn
Sau khi đã cùng mình trải nghiệm qua một số track nhạc trên Vinyl 500 thì mình có một vài lời nhận xét về mẫu âm thanh này. Thì cái điều mà mình phải nói và mình phải công nhận luôn rằng Vinyl 500 thực sự là một mẫu âm thanh có thể kết nối Bluetooth với lại những chiếc loa không dây có sẵn tại nhà bạn. Và ngoài ra thì còn có thể thiết lập một cái kết nối đa phòng cùng hệ sinh thái Music Card rất là tiện lợi. Phải nói là cực kỳ tiện lợi luôn á mọi người. Mọi người sẽ không bao giờ tìm đâu ra được một cái mâm thang mà chỉ bằng một chiếc điện thoại chúng ta có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ. Và ngoài ra chúng ta còn có thể phát được những bản nhạc hay với cái chất lượng analog đến từng phòng trong cái căn nhà của chúng ta. Và nếu như mà các bạn không sử dụng với một cái hệ thống như thế này mà chúng ta kết nối với một cái hệ thống analog thông thường, tức là kết nối mâm thang với âm ly và với một cái cặp loa lớn hơn, thì với những gì từ thiết kế, từ công nghệ được thừa hưởng từ mẫu GT5000, một mẫu mâm thang đầu bảng, thì mình tin rằng là Vinyl 500 thực sự xứng đáng với cái mức giá tầm trung như vậy. Và mọi người có ý kiến gì hay là có những câu hỏi gì thắc mắc về sản phẩm Yamaha Music Vinyl 500 này thì mọi người có thể bình luận ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời tất cả. Và xin hẹn mọi người ở những video giới thiệu những thiết bị âm thanh khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.